Từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dạy ở nước ta gia tăng một cách đáng báo động. Theo Bộ Y tế, trong 2 tháng đầu năm đã có 18 ca tử vong do bệnh dạy, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, gần 70.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Trước sự gia tăng đột biến của bệnh dạy, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dạy. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi quản lý chó mèo và các loài động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vaccine và phòng chống bệnh dạy cho chó mèo. Phương Thảo kính chào quý vị và quý bà con. Thưa quý vị và quý bà con, như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi, thì bệnh dạy đang là một nguy cơ lớn với sức khỏe cộng đồng, nhất là khi đàn chó mèo trên cả nước đang tăng lên, trong khi tỷ lệ tiêm phòng thì còn thấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý chó mèo ở các địa phương thì vẫn còn rất là lỏng lẻo, ý thức của nhiều người nuôi chó mèo không cao, dẫn đến việc gia tăng các vụ chó thả rông cắn người. Vì vậy, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy với đàn chó mèo cũng như thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chó mèo sẽ là những giải pháp quan trọng để tăng cường phòng chống bệnh dạy trên cả nước. Và để có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này, thì ngày hôm nay, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Cho phép Phương Thảo xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Thông, trưởng khoa chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Chủ tịch Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam. Xin được chào ông ạ. Dạ, xin chào Phương Thảo và quý khán thính giả. Dạ, Phương Thảo cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y TP.HCM ạ. Xin chào MC Phương Thảo. Xin chào quý khán thính giả. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cuộc trò chuyện với hai vị khách mời ngay lúc này đây. Câu hỏi đầu tiên thì cho Phương Thảo xin được gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Thông. Thưa ông, hiện nay thì bệnh dạy trên chó mèo ở cả nước ta thì đang có xu hướng tăng cao. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là cái tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy trên động vật thì chưa được cao lắm. Theo ông thì các tỉnh thành phía Nam chúng ta nên làm gì để có thể nâng cao cái tỷ lệ tiêm ngừa? Dạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của MC Phương Thảo. Hoàn toàn là đúng như thế. Đối với căn bệnh dạy mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy nó là đang bộc phát ra và đang gây ra những cái thiệt hại rất là lớn. Một trong số những cái nguyên nhân chính đó là do tỷ lệ tiêm phòng chưa được cao. Và theo thống kê đó là trong cả năm 2023 thì tỷ lệ tiêm phòng cho bệnh dạy chung của cả nước là chỉ đạt được khoảng cỡ gần 50%. Chúng ta biết rằng đối với cái căn bệnh dạy, đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Và theo thống kê trong 10 năm qua, thì đây là cái căn bệnh mà gây cái tỷ lệ tử vong trên người. Cái số ca tử vong cao nhất ở tại Việt Nam của chúng ta. Một trong số những cái biện pháp để mà có thể phòng ngừa được đối với cái bệnh dạy và giảm được cái tỷ lệ mà tử vong trên người, đó chính là cái việc tiêm phòng dạy cho chó. Và để đạt được cái chỉ tiêu tiến tới năm 2030 là chúng ta phải giải quyết được cơ bản phòng chống bệnh dạy và tỷ lệ tiêm phòng phải đạt được 80%. Thì theo tôi, thứ nhất đó là phải nâng cao ý thức hơn nữa của người chủ nuôi và của người dân đối với cái việc là phải tiêm phòng dạy cho thú cưng, cho chó và cho mèo. Cái điều thứ hai và cũng rất là quan trọng đó là cái quản lý đối với cái đàn vật nuôi. Chúng ta biết rằng trong những năm gần đây thì tỷ lệ và cái số lượng chó và mèo tại Việt Nam tăng rất là nhanh. Tuy nhiên, người dân chưa có ý thức đối với cái việc đăng ký đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, đăng ký với các ủy ban của phường và xã để có thể là quản lý được cái đàn vật nuôi và từ đó có những cái biện pháp để chúng ta quản lý được đàn vật nuôi tốt hơn và chúng ta có những giải pháp để chúng ta tiêm phòng dạy tốt hơn. Cái thứ ba thì theo tôi đó chính là những cái cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nhà nước, trong đó lực lượng bác sĩ thú y và cũng như đó là lực lượng y tế cơ sở, đó là những cái lực lượng để hỗ trợ và đơn vị trực tiếp tham gia quản lý và thực hiện cái việc tiêm phòng dạy. Và đồng thời đó chính là cái trách nhiệm của các ủy ban nhân dân của các tỉnh thành trong cái việc đó là phê duyệt các kế hoạch cũng như là cấp cái nguồn kinh phí một cách kịp thời, đầy đủ. Một cái vấn đề nữa đó chính là cái việc tham gia chung của toàn xã hội. Một cái mô hình mà chúng tôi đã thực hiện cũng khá là thành công đó là khoa chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Chúng tôi đã thực hiện trong 4 năm qua, chúng tôi thực hiện một cái chương trình tiêm phòng dạy vì cộng đồng ở tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Trong đó là chúng tôi cũng đã kêu gọi các đơn vị tư nhân, các doanh nghiệp tham gia tài trợ về chi phí tiêm phòng vaccine và tài trợ cho cái nguồn nhân lực và vật lực để tham gia tiêm phòng. Và chúng tôi cử những lực lượng giảng viên, sinh viên và kể cả mời lực lượng giảng viên và sinh viên của khoa y tế công cộng Đại học Y Dược TP.HCM tham gia cùng chúng tôi trong cái chương trình tiêm phòng dạy.
Và một cái điều nữa thì theo tôi cũng khá là quan trọng, đó chính là cái việc mà chúng ta cần tăng cường hơn nữa, và chúng ta từng bước chúng ta phải nâng cao cái năng lực và cũng như là cái số lượng của lực lượng bác sĩ thú y cơ sở, và phải có cái sự phối kết hợp giữa lực lượng bác sĩ thú y cơ sở và lực lượng y tế cơ sở, thì từ đó thì chúng ta mới có thể là từng bước chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề liên quan về phòng chống bệnh dạy. Yeah. Đúng là nuôi chó mèo, nuôi những cái con thú cưng ở trong gia đình thì nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái lợi ích trong gia đình về mặt tinh thần và kể cả những cái vấn đề khác nữa. Tuy nhiên là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói là chúng ta có trách nhiệm nuôi thì chúng ta có trách nhiệm quản lý, chúng ta có trách nhiệm quản lý thì cũng cần phải phòng ngừa bệnh cho những cái loại vật nuôi của mình, đúng không ạ? Và cũng như là những cái loại vật nuôi ở trong địa phương mình quản lý. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì đang làm rất là tốt khi mà cho đến thời điểm này, mặc dù là bệnh dạy đang có xu hướng tăng cao, nhưng mà chúng ta chưa có bất cứ một ổ dịch nào về bệnh dạy trên vật nuôi, trên động vật ở trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dù vậy thì rõ ràng là những cái nguy cơ thì vẫn còn đang ở đó. Thế thì Phương Thảo cũng xin được hỏi ông Nguyễn Hữu Thiết là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang có những cái biện pháp như thế nào để mình có thể ngăn ngừa những cái ổ dịch bệnh dạy trên động vật có thể xuất hiện ở trên địa bàn thành phố của mình ạ? Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố đông dân cư, với cái số lượng chó mèo được thống kê là 184.000 con trên 106.000 hộ. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố rất là quan tâm trong công việc phòng chống bệnh dạy, và ngay từ 2008 đã chỉ đạo ngành nông nghiệp là phải đi vào xây dựng vùng an toàn bệnh dạy. Và đến năm 2020 thì Cục Thú y đã công nhận thành phố là vùng an toàn bệnh dạy. Tiếp theo là một cái số biện pháp để tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành một cái số chính sách để duy trì cái vùng an toàn bệnh dạy đó, như là quyết định 1464 của thành phố về phê duyệt cái chương trình phòng chống bệnh dạy giai đoạn 2022-2030. Trong đó xác định một số mục tiêu như là 100% phường xã là phải lập cho được cái danh sách các cái hộ chăn nuôi chó mèo và phải duy trì thành công cái vùng an toàn bệnh dạy. Về cái chính sách và quản lý hỗ trợ về tiêm phòng thì cũng đã tham mưu Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết 23 năm 21 về ban hành cái chính sách đặc thù hỗ trợ cái vaccine tiêm phòng cho gia súc và chó mèo. Trong đó thì đối với chó mèo thì hỗ trợ 50% chi phí vaccine cho 5 huyện ngoại thành. Một cái biện pháp kế tiếp đó là cái biện pháp tuyên truyền. Hàng năm thì Chi cục Chăn nuôi Thú y đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tuyên truyền cho các hộ dân về cái nhận thức, cái sự nguy hiểm của bệnh dạy, cái công tác tiêm phòng, tình hình kê khai, khai báo và đăng ký chăn nuôi, và đặc biệt là đã phối hợp với cái ngành giáo dục đào tạo đưa vào cái chương trình truyền thông học đường vào các trường lớp để nâng cao cái ý thức của các học sinh. Một cái giải pháp nữa là đối với là quản lý về vấn đề chăn nuôi thì Chi cục Thú y đã phối hợp với các quận huyện để một năm phải thực hiện rà soát thống kê hai lần là ngày 1 tháng Giêng và 1 tháng 7 để làm sao quản lý chặt đẻ trẻ được cái tổng đàn. Trên cơ sở đó thì nó là một cái dữ liệu để dự trù vaccine cũng như là tổ chức cái nhân sự trong vấn đề mà triển khai tiêm phòng cho nó chặt chẽ. Rồi từ cái quản lý chăn nuôi thì tổ chức cái tiêm phòng. Khi tổ chức tiêm phòng thì cũng phối hợp với các ủy ban nhân dân quận huyện để tổ chức những cái đợt tiêm phòng, và đặc biệt là những cái giai đoạn mà đổi mùa từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đồng thời thì trên địa bàn thành phố thì có gần 270 cái phòng khám thú y đã hoạt động tư nhân hóa trong vấn đề mà phòng chống tiêm phòng bệnh dạy. Thì chi cục cũng đã phối hợp với đơn vị chính quyền địa phương để quản lý các cái hoạt động tiêm phòng đó. Tất cả những cái dữ liệu đó thì phải chuyển về để chi cục thú y quản lý và đánh giá được cái tỷ lệ trên cái tổng đàn tiêm phòng. Thì hàng năm như vậy thì kết quả thì tỷ lệ tiêm phòng đạt là còn 90% trên tổng đàn. Ngoài ra thì công tác mà
đó là chúng ta đang bàn về cái xây, còn vấn đề mà chống thì là chúng ta hỗ trợ các quận huyện để thành lập những cái tổ bắt chó thả rông. Tính đến nay thì đã được 70 tổ trên 12 quận huyện đã được thành lập, và sắp tới thì cái công tác này cũng đang tiếp tục duy trì để lan tỏa ra, để làm cho cái công tác mà bắt chó thả rông nó càng thường xuyên hơn. Thì trong rất là nhiều những cái chia sẻ từ ông Thiết từ nãy đến giờ thì Phương Thảo có để ý đến là thành phố Hồ Chí Minh mình đang có cái gọi là kiểm soát quản lý để tất cả những người nuôi chó mèo thì đều sẽ đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã. Đây cũng là một cái đề xuất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì theo ông Thiết thì khi mà chúng ta làm được việc đó, tôi nghĩ là người nuôi chó mèo họ sẽ đăng ký định kỳ với Ủy ban Nhân dân phường xã địa phương, thì nó sẽ có tác động như thế nào trong cái công tác quản lý và đặc biệt là ngăn ngừa bệnh dạy ạ? Thật ra thì theo thông tư 07 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì chủ vật nuôi phải có trách nhiệm khai báo và đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã. Thì đối với cái dự thảo, cái quyết định của quyết định dự thảo, cái quy định tạm thời mà ngành nông nghiệp đang đề xuất xin chủ trương, thì trong đó có cái vấn đề mà đăng ký kê khai. Thực ra đây là chúng tôi muốn gắn cái mục tiêu của năm 2024 của thành phố về chuyển đổi số, có nghĩa là gắn vào là khi mà kê khai như vậy thì có thêm những cái số là mã số hóa hộ chăn nuôi, rồi định vị các cái phòng khám để gắn lên cái bản đồ số hóa của thành phố để cho người dân tiệm cận và biết để liên hệ một cách cụ thể hơn. Thì cái vấn đề mà kê khai như thế thì nó sẽ là giúp cho là mình sẽ quản lý chặt chẽ hơn cái vấn đề cái tổng đàn. Mà khi mà quản lý chặt chẽ tổng đàn thì nó sẽ hỗ trợ ngược trở lại, như hồi nãy tôi có nói là hỗ trợ ngược lại trong cái công tác mà quản lý dự trù dịch tễ, rồi quản lý vaccine, dự trù vaccine, tổ chức tiêm phòng và nhân sự để các khu vực đó để cho nó toàn diện trong công tác phòng chống dịch bệnh dạy. Giống như kiểu thống kê dân số trên người đúng không ạ? Phương Thảo cũng biết là chúng ta có một cái thí điểm là gắn chip trên cái động vật vật nuôi. Thế thì nếu như mà chúng ta triển khai được cái việc quản lý bằng đăng ký định kỳ từ những chủ vật nuôi á, thì cái việc gắn chip này nó sẽ có cái sự cộng hưởng như thế nào? Cái gắn chip mã định danh điện tử trên động vật thì đó là một cái ý tưởng, là một nội dung mới mà ngành nông nghiệp đang xin chủ trương của thành phố. Cái việc mà gắn chip á thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong vấn đề, như nãy nó đã một bước tiến sâu hơn nữa trong vấn đề số hóa, trong vấn đề ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong quản lý động vật nuôi, giúp cho chúng ta quản lý được cái nguồn gốc của động vật đó, chủ động vật đó, để hỗ trợ cho công tác bắt chó thả rông. Rồi chúng ta biết được cái lịch sử tiêm phòng con thú đó, rồi giống như thế nào, và cái sự di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác của một con thú, để chúng ta biết là cái sự vận hành của con thú đó thì nó một cách cụ thể hơn. Thì từ đó thì nó sẽ giúp cho cái quản lý nhà nước nó càng ngày càng đi sâu hơn trong vấn đề mà phòng chống động vật cho chó mèo. Những kiểu truy xuất nguồn gốc anh. Cá nhân Phương Thảo thì khi mà nghe những chia sẻ từ ông Nguyễn Hữu Thiết thì mình thấy đây là một cái việc làm rất là cần thiết để chúng ta có thể quản lý một cách toàn diện hơn. Tuy nhiên thì một số chủ nuôi thì chắc chắn là họ sẽ có một cái tâm lý, đó là cái việc mà nuôi động vật thì đó là quyền của cá nhân tôi, tại sao tôi phải làm rườm rà bao nhiêu thứ như thế. Thế thì riêng cá nhân Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Thông thì ông có suy nghĩ như thế nào và ông có những cái đề xuất nào để chúng ta có thể thực hiện việc này một cách hiệu quả? Cảm ơn Phương Thảo. Thật ra riêng cá nhân tôi, và tôi nghĩ không riêng tôi đâu, mà sẽ rất là nhiều người rất ủng hộ tất cả những cái đề xuất mà như chỗ ông Thiết vừa trình bày cái nãy, liên quan về cái việc gắn chip đối với trên thú cưng, trên chó và trên mèo. Thật ra đây không phải là cái điều mới. Đối với các nước trên thế giới, người ta đã thực hiện cái việc này từ khá là lâu. Và một số nước đó là họ đưa vào trong luật luôn, cái đó là bắt buộc phải thực hiện để giúp cho cái việc quản lý của cái đàn vật nuôi trên chó và mèo được tốt, và quản lý liên quan về công tác dịch bệnh, liên quan về công tác dịch tễ, tất cả mọi thứ giống như cái nãy ông Thiết cũng đã trình bày. Theo tôi thì thật ra chúng ta có thể mạnh dạn, chúng ta sẽ thực hiện thí điểm ở những cái thành phố lớn. Và ở đó thì chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo đối với những cái người chủ nuôi. Bởi vì đó là chúng ta, cái ý thức của chúng ta, không chỉ riêng cho chúng ta khi chúng ta nuôi thú cưng, đó là thỏa mãn cái niềm vui, cái sở thích riêng của chúng ta.
nhưng mà chúng ta phải có ý thức đối với cộng đồng. Và cái phương thức này thì theo tôi nó cũng sẽ rất là phù hợp đối với cái định hướng của chính phủ chúng ta hiện nay, đó là chúng ta đang còn số hóa và chúng ta đang cố gắng là thực hiện những cái công nghệ số và trong cái kể cả về quản lý hành chính, kể cả về trong cái cuộc sống của chúng ta. Còn về cái việc đối với cái áp dụng mà quản lý vật nuôi đó, ngoài cái việc gắn chip thì tôi nghĩ rằng là trước mắt đó là chúng ta có thể mạnh dạn chúng ta khi chúng ta áp dụng cái việc đăng ký thì chúng ta sẽ thực hiện đăng ký theo hình thức đó là online và đỡ cho cái thủ tục phiền hà của cái người chủ nuôi khi mà phải tới ủy ban phường, ủy ban xã để mà thực hiện đăng ký. Dạ, nói chung là bớt rắc rối thì chắc chắn là mọi người sẽ làm thôi. Dạ, vì ai cũng thấy lợi ích của nó cả. Cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng hai khách mời của chương trình ngày hôm nay tìm hiểu về tình hình bệnh dạy cũng như là những cái phương pháp, những cái cách mà Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng và đề xuất áp dụng để chúng ta có thể ngăn ngừa và kiểm soát được bệnh dạy trên động vật trên địa bàn thành phố. Trước khi chúng ta tiếp tục với những nội dung trao đổi cùng với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Để tăng cường phòng chống bệnh dạy, từ năm 2008, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay triển khai xây dựng xã phường an toàn bệnh dạy. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ hai phường đầu tiên là phường 4 và phường 6 của quận Tân Bình được công nhận là vùng an toàn bệnh dạy vào năm 2008. Đến năm 2020, thành phố đã trở thành địa phương cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn bệnh dạy trên toàn địa bàn. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đơn vị hành chính cấp tỉnh duy nhất được công nhận là vùng an toàn bệnh dạy. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không xảy ra ca bệnh dạy nào trên người và trên động vật trong nhiều năm qua, kể cả khi các ca bệnh dạy tăng cao trên cả nước trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, vẫn chưa có ổ bệnh dạy nào xuất hiện trên đàn chó mèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là việc xây dựng được vùng an toàn bệnh dạy sẽ có vai trò rất là quan trọng trong công tác phòng chống bệnh dạy. Quay trở lại với cuộc trao đổi cùng hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay thì Phương Thảo xin phép được đặt câu hỏi đến ông Nguyễn Hữu Thiết. Từ năm 2020 cho đến nay thì không biết là cái công tác duy trì cũng như là hướng đến trong tương lai trong cái việc là xây dựng vùng an toàn bệnh dạy của thành phố thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Trên cái giai đoạn từ 2022 đến 2030 thì dựa trên cái chương trình phòng chống bệnh dạy của thành phố thì Sở Nông nghiệp và các ủy ban nhân dân quận huyện đã ban hành kế hoạch phân khai các cái nhiệm vụ trong cái kế hoạch, trong cái quyết định 1464 của thành phố để đưa ra thành một cái chuyện là phải làm thường xuyên của thành phố. Nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trong công tác tuyên truyền, lặp đi lặp lại nhiều lần trong vấn đề mà tiêm phòng, lặp đi lặp lại nhiều lần trong vấn đề mà bắt chó thả rông. Thì như thế thì sẽ là ý thức của người dân sẽ là tăng lên, cái công việc của cơ quan quản lý chuyên ngành nó càng ngày càng đi vào chiều sâu hơn. Việc mà cái vùng an toàn bệnh dạy thì thực hiện theo cái thông tư 14 năm 22 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về cái hướng dẫn xây dựng cơ sở vùng an toàn bệnh dạy, trong đó là phải chủ động được ba nhóm vấn đề. Một là chúng ta phải xây dựng cho được cái kế hoạch an toàn sinh học, chúng ta phải làm chủ động trong công tác tiêm phòng và phải đạt cái tỷ lệ đáp ứng yêu cầu. Thứ hai nữa là phải chủ động trong cái kế hoạch giám sát dịch bệnh, nghĩa là chúng ta phải sau khi tiêm phòng chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng có đạt hay không. Và cái thứ cuối cùng là phải chủ động trong cái ứng phó dịch bệnh. Cái ứng phó dịch bệnh ở đây là hàng chi cục thú y có phối hợp với lại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố là trao đổi những cái thông tin qua lại với nhau về cái tình hình dịch bệnh ở động vật và người. Một cái số thông tin trao đổi như là thông tin qua lại những cái ổ dịch trên người và hoặc là ổ dịch trên động vật, về cái địa điểm, về cái triệu chứng bệnh, về cái kết quả xét nghiệm, cái đánh giá về cái yếu tố nguy cơ, cũng như là những cái giải pháp mà phòng chống dịch đã thực hiện và đề xuất những cái giải pháp mà sắp tới. Rồi chúng tôi thống nhất với nhau là chia sẻ những cái mẫu bệnh phẩm, tất cả những cái mẫu bệnh phẩm mà ở trên động vật mà có nghi ngờ là có thể lây sang cả người, hoặc là những cái mẫu bệnh phẩm ở người mà nghi ngờ là đã bị động vật lây sang, thì chúng tôi sẽ có sự trao đổi chia sẻ mẫu bệnh phẩm trong vòng 48 giờ nếu mà có yêu cầu. Rồi chúng tôi phối hợp với nhau
đã thành lập những tổ điều tra xử lý dịch bệnh, trong đó có thành phần là đại diện của chính quyền địa phương, đại diện của cơ quan y tế và đại diện của cơ quan thú y, để cùng nhau thành lập một cái tổ phối hợp để điều tra xử lý dịch bệnh, giống như hồi nãy thầy Lê Quang Thông cũng đã nói là phải có sự phối hợp giữa cơ quan y tế và cơ quan thú y trong công tác mà xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Dạ, cái này nói đúng là xây dựng cả một cái quy trình và cứ như thế mà chúng ta thực hiện từng bước một để đảm bảo được, đúng không ạ? Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Thông thì thậm chí mình còn là người nghiên cứu nữa. Thế thì từ cái thành công của thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và duy trì vùng an toàn dịch bệnh, thì ông nghĩ rằng là các tỉnh thành phía Nam chúng ta nên làm gì để mình có thể thực hiện hiệu quả cái việc xây dựng được vùng an toàn bệnh dạy? Dạ vâng, dạ cảm ơn MC Phương Thảo. Thật ra cái mục tiêu đối với cái hướng tới cái khống chế bệnh dạy, đây là không chỉ riêng mục tiêu của Việt Nam, không chỉ riêng là mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh, mà đó là mục tiêu chung của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thú y Thế giới. Hướng tới đó là năm 2030, đó là phải khống chế được hoàn toàn căn bệnh dạy. Và cái việc hiện nay thì cả nước chúng ta đang có 13 tỉnh thành là đạt được cái vùng an toàn dịch bệnh đối với cái bệnh dạy. Trong đó duy nhất thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái tỉnh, cái cấp độ an toàn dịch bệnh là của cả thành phố. Còn ngoài ra thì chúng ta đang có khoảng cỡ 23 vùng an toàn dịch bệnh là cấp huyện, quận hoặc là quận. Và chúng ta có 29 đó là vùng an toàn dịch là cái cấp đó là xã hoặc là phường. Và tôi nghĩ rằng không riêng là các tỉnh ở miền Nam Bộ chúng ta, mà tôi nghĩ là tất cả các tỉnh thành của cả nước, đó là nên học tập theo cái mô hình mẫu và cái gương mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã đạt được. Đó là cái điều tôi nghĩ cái quan trọng đầu tiên hết, đó chính là cái cơ quan chuyên môn và đối với cái người lãnh đạo, người đứng đầu của các ủy ban thành phố hoặc là của các quận huyện. Khi mà chúng ta thực sự đó là chúng ta quan tâm, khi mà chúng ta thực sự chúng ta quyết liệt và thực sự là chúng ta sẽ có những cái giải pháp hành động và phải có cái sự phối kết hợp liên ngành, thì khi đó chúng ta mới có thể là đưa ra được những cái giải pháp phù hợp và tùy theo căn cứ từng cái đặc điểm cụ thể của từng cái địa phương để chúng ta đưa ra những cái giải pháp nào mà phù hợp. Cái điều thứ hai theo tôi cũng rất là quan trọng không hề kém, đó chính là cái ý thức của người dân và cái sự ủng hộ của người dân đối với những cái chính sách đó. Khi mà người dân hiểu được cái tác hại của cái căn bệnh, khi người dân hiểu được cái trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cái việc tham gia phòng chống dịch bệnh. Rồi một cái điều nữa đó là theo tôi đó là chúng ta đã có đầy đủ rất nhiều cái hệ thống văn bản pháp lý. Tuy nhiên cái việc thực thi và cái việc mà gọi là chế tài hoặc là những cái biện pháp để mà chúng ta xử lý đối với những cái người chủ nuôi, họ không có cái ý thức hoặc là người ta không tuân thủ những cái điều, thí dụ như người ta không chịu kê khai hoặc người ta không chịu tiêm phòng vaccine dạy hàng năm, hoặc là người ta khi đưa thú nuôi ra ngoài người ta không có cái dây dẫn, không có rộng mõm và gây nguy hiểm cho cộng đồng, thì chúng ta phải có những cái biện pháp chế tài mạnh hơn nữa, thì khi đó chúng ta mới có thể hy vọng. Và một cái điều nữa tôi nghĩ rằng đó là đã có khen thưởng thì cũng nên có những cái chế tài, đặc biệt đối với những cái cấp quản lý lãnh đạo ở cái cấp cao nhất, đó là nếu như cái trường hợp họ thực sự mà không có trách nhiệm và không quan tâm đối với cái công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương mình, thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp xử lý và chúng ta gắn với lại cái trách nhiệm của những cái người đó. Rồi một cái ý cuối cùng thì theo tôi là rất là quan trọng, đó là như tôi nói từ ban đầu, đó là đối với cái việc phòng và chống dịch bệnh dạy, đây là không riêng trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, đó là bên lực lượng bác sĩ thú y hay là lực lượng của bên y tế, mà đó là phải sự chung tay của toàn xã hội, của tất cả các bên phải tham gia vào. Thì chỉ có như thế thì tôi mới hy vọng rằng đó là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu hướng tới năm 2030 là chúng ta có thể giải quyết được căn bệnh dạy và chúng ta sẽ có cả nước chúng ta là vùng an toàn dịch bệnh, chứ không chỉ riêng là một tỉnh thành phố Hồ Chí Minh trên 63 tỉnh thành như hiện nay. Qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là để phòng chống hiệu quả được bệnh dạy thì chúng ta sẽ có ba từ khóa. Đầu tiên đó là chúng ta phải nâng cao được cái tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy đối với vật nuôi, đối với các loại động vật. Cái thứ hai là chúng ta phải triển khai một cách quyết liệt việc quản lý chó mèo. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta cần thiết phải xây dựng được vùng an toàn bệnh dạy, đúng không thưa quý vị? Cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng dành thời gian cho chương trình trên báo Nông nghiệp Việt Nam ạ. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn Phương Thảo và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình và đặc biệt là chúc quý vị chúng ta sẽ có luôn luôn những cái kiến thức thật là cần thiết qua những buổi tọa đàm trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Đến đây thì Phương Thảo cùng với hai vị khách mời xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình sau ạ.